Xin chào quý khách hàng đến với kênh Tutut Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như Facebook Nhà đất Hoàng Tiến và website nhadathoangtien.vn. Buổi chiều tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho khách hàng một bộ đôi căn nhà rất là đẹp, nằm trên trục đường Hà Huy Giáp ở phường Thạch Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính của căn nhà chúng ta. Và bộ đôi căn nhà của chúng ta thì có diện tích là ngang 5m và độ dài là 11m, được đúc kiên cố là 1 trệt và 2 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà chúng ta có một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng Tây Bắc, phù hợp với lại khách hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và giá của căn nhà mình thì chỉ có 3 tỷ 400 triệu đồng còn thương lượng, để khách hàng có thể sở hữu được một cái trong hai căn nhà rất là đẹp, cũng như chúng ta có con đường trước nhà rất là rộng, một con đường rộng lên đến khoảng 8m, rất phù hợp cho chúng ta thì vừa mua để ở, còn mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh. Cho đây là bộ đôi hai căn nhà có diện tích là ngang 5m và độ dài là 11m mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đang muốn gửi đến cho cái nhà với một cái mức giá rất là mềm, chỉ có 3 tỷ 400 triệu đồng còn thương lượng, để quý khách hàng có thể sở hữu được một trong hai căn nhà này. Cũng như hai căn nhà chúng ta thì có thiết kế là giống nhau, cũng như đã được chủ nhà full nội thất hai căn nhà chúng ta. Rồi mình sẽ chiếu sơ qua lại cái mặt tiền phía bên ngoài của căn nhà, cũng như cái con đường trước nhà, để cho khách hàng cùng chiêm ngưỡng về một cái bộ đôi căn nhà rất là đẹp và đang có cái giá cũng rất là mềm này. Chúng ta thấy là xe hơi chúng ta là rộng thênh thang, một con đường rộng lên đến 8m, và căn nhà mình nằm trong khu nhà lầu rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ chọn một căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong gửi đến cho khách hàng. Mình sẽ chọn căn bên tay trái. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có một bộ cửa 4 cánh làm từ chất liệu bằng sắt rất là đẹp và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến chúng ta có thêm một bộ cửa cuốn ở phía bên trong, chúng ta có hai lớp cửa. Cũng như di chuyển vào khu vực phòng khách căn nhà chúng ta thì chủ nhà cũng đã trang trí sắm chúng ta một bộ bàn ghế sofa được làm từ chất liệu gỗ cam xe, và hai bên tường căn nhà chúng ta thì được dán giấy trang trí rất là đẹp. Cũng như di chuyển vào một chút là khu vực không gian phòng bếp căn nhà, thì phòng bếp căn nhà chúng ta chủ nhà cũng đã sắm chúng ta một bộ bàn ăn 6 ghế. Cũng như khi chúng ta mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất trong căn nhà này sẽ được gia chủ tặng lại hết chúng ta với một cái giá chỉ có 3 tỷ 400 triệu đồng còn thương lượng, để quý nhà có thể sở hữu được một cái căn nhà rất là đẹp này. Và chúng ta có một cái con đường cũng rất là rộng, cũng như chủ nhà thiết kế chúng ta cái không gian bên dưới chúng ta cũng có thêm một cái không gian để tủ lạnh, cũng như cái khoảng không gian để chúng ta giặt đồ phía bên dưới này. Và bên trên căn nhà chúng ta cũng có một cái không gian để máy giặt phía bên trên, để cho quý khách hàng có nhu cầu mình có thể để cả bên trên và bên dưới. Cũng như bên tay phải chúng ta có một cái nhà vệ sinh, nhà vệ sinh rất là rộng. Nhà vệ sinh này thì mình phục vụ cho khu vực ở dưới tầng trệt này, khu vực phòng khách cũng như khu vực phòng bếp căn nhà chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ chiếu từ bên trong ra bên ngoài để cho khách hàng cùng chiêm ngưỡng một căn nhà nằm trên trục đường Hà Huy Giáp, phường Thạch Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh này. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1 của căn nhà, mình sẽ đến với lại phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2. Thì bộ đôi căn nhà này thì có diện tích là ngang 5m và độ dài là 11m, được đúc là 1 trệt và 2 lầu. Thì công năng sử dụng chúng ta có một lầu là 2 phòng ngủ. Mình sẽ di chuyển vào khu vực phòng ngủ phía trước của căn nhà. Chúng ta thấy là hai phòng ngủ chúng ta đã được chủ nhà full nội thất bên trong căn nhà. Phía trước chúng ta có một bộ cửa để đi ra ban công, cũng như căn phòng chúng ta thì bàn trang điểm cũng như bàn làm việc đã được chủ nhà sắm hết chúng ta với một cái giá chỉ có 3 tỷ 400 triệu đồng còn thương lượng, đã quý nhà có thể sở hữu được một cái căn nhà
nằm trên trục đường Hào Huy Giáp, và chỉ cách đường Hào Huy Giáp chúng ta khoảng 50 mét thôi, rất là thuận tiện. Chúng ta có thể là vừa mua để ở hoặc là mua đầu tư cho thuê, rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lại nhà vệ sinh. Thì một lầu là chúng ta có một cái nhà vệ sinh mình dùng chung cho hai phòng ngủ. Đây nhà vệ sinh số 2 của căn nhà, cũng như phòng ngủ số 2. Chúng ta thấy là không gian phòng ngủ chúng ta rất là rộng, và mỗi phòng ngủ thì chúng ta cũng đã được chủ nhà gắn chúng ta một cái bức tranh cũng như một cái giường, và chúng ta có khoảng không gian để tủ quần áo đã được chủ nhà dán chúng ta rất là sạch sẽ. Đây là không gian phòng ngủ số 2 căn nhà chúng ta. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển lên lầu 2, mình sẽ đến với lại phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Hào Huy Giáp, phường Thạch Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình có diện tích là ngang 5m và độ dài là 11m, được đúc kiên cố một trệt và hai lầu. Thì chúng ta có là một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, và chúng ta có một cái khoảng phòng ngủ phía sau nhỏ hơn một chút để chúng ta có thể là làm phòng khoảng sân phơi đồ, cũng như chúng ta có gắn cầu thang để lên trên mái. Đây là phòng ngủ số 3 căn nhà chúng ta. Và căn nhà mình thì đã được chủ nhà full nội thất cho chúng ta 2 phòng. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón quý khách hàng đi xem nhà, cũng như để quý khách hàng thể sở hữu được một trong hai căn nhà này với lại một cái mức giá là rẻ và một cái mức giá là tốt nhất. Cũng như phía sau chúng ta có một cái phòng nhỏ hơn một chút, và cũng có đầy đủ không gian để chúng ta ráp tủ quần áo, và có cửa sổ để mở ra bên ngoài rất là thoáng, cũng như chúng ta có khoảng không gian bên ngoài để phơi đồ, và một cái cầu thang lên trên mái cũng đã được chủ nhà gắn hết cho chúng ta. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.